giờ về được chưa? Rồi mâm 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 thôi đúng không? Xong rồi đó, bây giờ mình mâm mâm thôi. Có cái gì đây? Dạ cá. Có. Rồi đồ xào, canh chua chay. Cà này là cà xào. Cà tím xào hả? Cà dĩa này ngon hơn à. Ôm nước hay xào nha. Có luôn. Có chỗ luôn. Ừ. Còn gì bưng ra hết luôn đi. Tôm và cá thơm. Dạ, thiếu bụi vô mắt. Dạ, nó dở quá. Cá này ăn không thơm. Cho cái muỗng. Nước mắm rồi. Bụi nãy giờ làm gì mà chưa ấy nước mắm rồi hả? Mắm mặn hả, mắm gì? Đói dữ không? Nãy ăn chim cơm quá trời luôn mà đói gì nữa. Thấy không? Đúng. Rồi, đúng rồi. Này mắm đêm phải không? À. Chưa cả mắm đêm. Đó, mắm đêm. Đây là như là chỉ ăn cà sống chứ. Anh thích ăn những cái món như vậy nè, này nó ăn nó bắt nổ leo cà này mà ăn nhiều nhất mỗi gì cũng được. Ăn thì ăn thì nó đã miệng. Cái nấu nước mỏi lắm. Cũng dùng tất cả cà cà nào ăn nhiều là được nước mỏi. Còn cái cà này là thấy như cái này là đậm hơn. Cà ăn cống. Ăn cống hay ăn chua không vậy? Phải chính nó là cà. Cà chua ăn liệu. Cà chua thì chua là nhiều. Nhiều nước không ra. Tốt. Cái là tốt đúng không? Ừ. Này giống như ăn thịt dân giả. Cái mắm nêm này em thấy cay nè, em thấy cay không? Cay, thấy thèm thôi. Cay quá ăn được. Để đỡ đi. Cay gì? Mắm nêm thơm ngon. Thơm cũng đủ chua. Chứ cái mắm nêm mình mua mà ở trong cái vô chai rồi xay nát là nó không còn mùi nữa đó. Trời ơi, hai nước mía nữa. Nước mía mà có chanh muối nè. Nếu có chanh muối ngon mặn ngon lắm á. Đây. Đó. Nhiều người nước thì cũng được cơm nhưng về nó phải dễ đã thì ngon không? Ăn được như vậy. Ở bên Mỹ mà làm con xe khác lại dữ nữa.
Ok. Rồi ăn lẩu rồi. Mình chôm chôm nữa. Chôm chôm giấm miệng nữa. Đúng rồi. Mình cầm những đây nha quý vị. Để cho mình ăn cho nó thoải mái. Đó là một thời gian của quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị. Cái video tiếp theo.